Cả cha hảo. Bây giờ hãy cùng học tiếp bài 66, tương với phần 2 bài 26 quyển 2. Tí 66 cửa. Đầu tiên hãy hỏi, bạn ấy lúc nào có thể về được ạ? Tha 什么时候 能回来? Tha 什么时候 能回来? Bạn đã không nói, bạn không có nói. Ở đây bạn chỉ có con gái. Tha mấy xua. Tha mấy hiểu xua. Di động của con bé. Tha de sổ chi. Gọi di động của bạn. Tả tha de sổ chi. Tả tha de sổ chi. Cháu gọi cho di động của bạn đi. Nhí tả tha de sổ chi bà. Nhí tả tha de sổ chi bà. Hãy nhắc lại, bạn đã không nói, bạn không có nói. Tha mấy xua. Tha mấy xua. Cháu gọi cho di động của bạn đi. Nhí tả tha de sổ chi bà. Nhí tả tha de sổ chi bà. Cháu gọi rồi. Wǒ tả lợ. Wǒ tả lợ. Bây giờ là từ tắt máy, nguyên văn là đóng máy. Quan chi. Quan. Quan. Chi. Chi. Quan chi. Quan chi. Đóng, tắt. Quan. Quan. Đóng cửa. Quan mấn. Quan mấn. Tắt máy. Quan chi. Quan chi. Bạn ấy tắt máy rồi ạ. Tha quan chi lợ. Tha quan chi lợ. Nhưng mà bạn ấy tắt máy rồi ạ. Khở sư tha quan chi lợ. Khở sư tha quan chi lợ. Hãy nhắc lại, cháu gọi cho di động của bạn đi. Ní tả tha de sổ chi bà. Ní tả tha de sổ chi bà. Cháu gọi rồi, nhưng mà bạn ấy tắt máy rồi ạ. Wǒ tả lợ, khở sư tha quan chi lợ. Wǒ tả lợ. 可是他关机了. Bây giờ là từ qua một lát nữa. Nguyên văn là qua một lát. Qua một hồi. Qua. Qua. Y. Y. Hồi. Hồi. Qua một hồi. Qua một hồi. Gọi lại, lại gọi. Giải tả. Giải. Giải. Tả. Tả. Giải tả. Giải tả. Qua một lát nữa hay gọi, qua một lát nữa lại gọi. Cuối hồi giải tả. Cuối hồi giải tả. Cháu qua một lát nữa gọi lại đi vậy. Ní cuối hồi giải tả bà. Ní cuối hồi giải tả bà. Hãy nhắc lại từ đầu. Bạn ấy lúc nào có thể về được ạ? 他什么时候能回来？他什么时候能回来？ Bạn đã không nói, bạn không có nói. Tha mới xua. Tha mới xua. Cháu gọi cho di động của bạn đi. Ní tả tha đờ sầu chi bà. Ní tả tha đờ sầu chi bà. Cháu gọi rồi, nhưng mà bạn ấy tắt máy rồi ạ. 我打了，可是他关机了。我打了，可是他关机了。Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Rút tiền, trừ chén. Trước tiên giới thiệu một chút. 先介绍一下儿 cũ mới, chiều xin, bệnh viện, y yuan, phim điện ảnh và phim truyền hình, 电影和电视剧 gì cô ai ý, làm phiên dịch, tăng phai nhỉ, béo gầy hay rộng chật, phấy sầu, 21 tuổi, 21 tuổi, 8 giờ kém 10. Trà 10 phân 3 điểm. Phải đem theo cơm chưa? Giao đại ủ phản. Làm phiền tôi hỏi thăm một chút. Láo chả, wǒ dǎ thín yī xiǎ. Cứ đi về hướng đông. Yī zhì wǎng dông dǒu. Đi vào trong thành chơi. 去城里玩. Người lái xe taxi. 出租车司机. Ngồi xe số 375. 坐375路车. Nói rất nhiều lời. 说很多话. Nói lại một lượt nữa. 再说一遍. Đau đầu, sốt, ho. 头疼发烧咳嗽. Đài truyền hình. 电视台. Lợi hại như vậy à? Giỏi như vậy à? Nào mà lì khải. Để học thái cực quyền. Vì là xuế thái chí quyền. Loại vận động gì? Sấm ấy huyền tủng. Đánh bóng rổ. Tà lán chiếu. Vừa nãy. Căng thái. Kiên trì. Kiên trì. Chắc là cũng được. Hãy cứ ý bà. Alo. Vậy. Bạn học cùng trung học. Trung xuế thống xuế. Hơn 4 giờ. 4 điểm tua. Ra nước ngoài. 出国 Gọi cho di động của bạn 打他的手机 Qua một lát nữa hay gọi 过一会再打 Tắt máy 关机